Buổi tham vấn đạo pháp của cư sĩ Thanh Dân tại Tầm Bót, Mỹ Phước, An Giang. Lời của người sưu tập. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi được nghe từ băng nhựa ghi buổi tham vấn về đạo đức của cư sĩ Thanh Dân, nguyên là thư ký Ban Hoằng Pháp trong khóa đào tạo giảng viên đạo đức đầu tiên của Phật giáo Hòa Hảo do Ngài Thanh Sĩ thực hiện nơi ngôi Tây An cổ tự. Với lời lẽ giản dị, ông đã luận giải rất thâm sâu, rõ ràng và mạch lạc, chỉ ra phương pháp hữu hiệu trong việc áp dụng và thực hành Phật đạo trong đời sống hàng ngày cho người tu học Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và đạo Phật nói chung. Phật pháp mênh mông, đạo học vô bờ. Với ước mong được chia sẻ những hiểu biết thực tiễn này cùng chư Phật tử, chúng tôi đã chép lại từ băng nhựa và in thành tập sách để quý vị tiện nghiên cứu. Công việc cũng khá nhiều tỉ mỉ, nhưng rất là thi vị trong tinh thần tìm cầu tu học. Chúng tôi chỉ dám xin một mong ước là tư liệu này sẽ làm sáng tỏ hơn về ý nghĩa của Phật đạo, đồng thời đóng góp một phần nào vào sự thực hành và tu chứng trên bước đường tu học của chúng ta, để chúng ta được cùng nhìn và cùng hiểu rõ tinh thần Phật đạo rất thực tế, rất khoa học và vô cùng quý giá cho linh hồn tỉnh giác của chúng ta, ngõ hầu thu ngắn được phần nào hành trình mà người tu học phải trải qua. Kính xin quý vị niệm tình mà chỉ dẫn cho những điều còn khiếm khuyết, vì sự diễn đạt bằng lời thảo luận được ghi lại thành chữ viết chắc chắn sẽ không thể nào diễn đạt được hết nội dung và ý tình của người giảng giải. Nguyện cùng Đức Phật, cùng chư vị tổ sư và các vị hộ pháp giúp cho chúng ta luôn được tinh tấn trên hành trình Phật đạo. Nhóm cư sĩ Hậu Giang, Xuân Nhâm Ngọ 2002. Phật răng lặng sóng bửu châu bay, giao đồ đến màn sơn lạnh khai, hòa hiệp chờ xem kỳ diệu lắm, hảo nhuận bốn biển hương nồng bay. Phật khuyên nhân sanh chớ nào buồn, giáo rằng tuy rồi sẽ rồi xuống, hòa trong hiện tại dầu ai mua, hảo đức tôn sư kết thúc tu bằng cách nào để sống tới hội Long Hoa và gặp Đức Thầy? Tu bằng cách nào để được trực vãng Tây Phương? Và hơn nữa, phải công phu thế nào để được chứng Niết Bàn tại thế? Kính thưa quý vị, hỏi tu bằng cách nào
để sống dự được Long Hoa Đại Hội và gặp Đức Thầy, thì chính Đức Thầy cũng đã nói rành rồi: Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Tối thiểu phải làm sao dự hội Long Hoa mới được. Nhưng mà dự hội Long Hoa không bắt buộc phải thành cỡ nào, mà chỉ tối thiểu là phải làm một người hiền. Nhưng cái hiền đây phải là hiền minh, chứ không phải là hiền mê. Tại sao kêu là hiền minh? Tại sao kêu là hiền mê muội? Hiền minh có nghĩa là người hiền, nhưng mà phải sáng suốt, phải biết phải biết quấy, phải biết ơn vua nợ nước, phải biết công thầy, phải biết ơn cha nghĩa mẹ, và phải biết bao nhiêu sự tội lỗi để mình tránh xa ra. Chứ không phải hiền như cục đất, nghĩa là nói người đó hiền quá, ai nói gì cũng không trả lời. Thưa rằng, đâu có biết gì hơn mà trả lời, hay là đâu có biết nhận ra điều phải và tránh xa điều quấy để giải quyết công việc cho được tốt đẹp hơn. Cho nên, vì lẽ đó, phải ráng hiền minh, tức là hiền của Khổng Tử và Mạnh Tử, hiền trong trung hiếu, hiền trong ân nghĩa, hiền trong bổn phận một con người tam cang, ngũ thường, tam tùng, tứ đức. Chứ không phải hiền sao cũng được, phải cũng được, mà quấy cũng được. Đức Thầy còn mất, không bận tâm lo đến, hay là vinh nhục không màng. Như vậy, cái hiền đó sẽ đưa đến một ngày kia đau khổ. Nên Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Tất cả những ai tròn bổn phận con người, tứ ân đã rồi, tam cang đã chọn, thì được xem Long Hoa Đại Hội, gặp Đức Thầy trở lại. Còn câu hỏi tu bằng cách nào để được trực vãng Tây Phương, thì cũng chính Đức Thầy đã dạy rồi: dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Ai cũng biết rằng muốn được trực vãng Tây Phương phải trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà Đức Thầy có dạy: niệm Di-đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Và lại nữa, đừng lầm ngồi niệm Di-đà cho rằng đắc đạo đáo mà Tây Phương. Tại sao lại ngồi niệm Phật mà không được trực vãng Tây Phương? Là tại vì ngồi niệm Di-đà mà không dành lý niệm. Cho nên vì lẽ đó, dù niệm cho đến chết cũng không khi nào kết quả. Còn ngược lại, nếu biết cách niệm rồi, một ngày, một tiếng cũng được siêu thăng. Tại vì sao? Tại vì đúng theo câu Đức Thầy đã nói: niệm Di-đà ráng niệm cho rành. Nếu mình đã rành rồi thì được thành công đắc đạo. Nhưng biết làm sao rành đây? Thì chính Đức Thầy đã nói: cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Phải có đủ ba đức tánh: tín, nguyện và hành. Muốn được trực vãng Tây Phương phải có chữ tín. Tại sao phải có tín? Là tại vì nếu không tin rằng có cõi cực lạc, nếu không tin rằng có Di Đà, thì làm sao mình hành pháp môn đó được. Cho nên muốn được trực vãng Tây Phương thì đức tánh đầu tiên là phải có đức tin trước đã. Phải tin rằng có cực lạc, phải tin rằng có Di Đà, và phải tin rằng ai trì tâm niệm Phật thì một ngày kia cảm ứng được Ngài, thì lẽ dĩ nhiên Ngài cứu độ. Cho nên đầu tiên phải có chữ tín. Nhưng mà tín không cũng chưa đủ,
Sau khi đã tin tưởng chắc chắn rồi, mình phải phát nguyện. Tại vì sao như thế? Là tại vì mặc dù rằng tin có Phật, tin có Cực Lạc, tin được trực vãng Tây Phương, nhưng mình không cầu khẩn, mình không nguyện vái được về, như vậy có thể nào Ngài rước được không? Cũng như thể tin rằng bên kia sông có cái chợ lớn tốt đẹp, nhưng mình không cần có giang qua, thì ai rước mình qua đó? Cho nên vì lẽ đó, sau khi tin rằng có Cực Lạc, có Tây Phương, có Di Đà rồi, thì mình phải phát nguyện được trực vãng về nơi Tây Phương Cực Lạc. Sau khi tin tưởng và sau khi tha thiết nguyện cầu rồi, thì lẽ dĩ nhiên mới cảm động được Đức Phật A-di-đà và Ngài mới cứu độ. Nhưng sau khi đã phát nguyện rồi cũng chưa đủ. Tại vì sao? Vì nguyện mà chưa hành. Cũng như thể tha thiết cầu được qua sông nhưng mà không chịu xuống thuyền, làm sao qua sông cho được? Cho nên sau khi tin tưởng chắc chắn, sau khi phát nguyện thiết tha rồi, phải có cái hành. Hành những việc gì? Hành tức là trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, tức là lục tự Nam-mô-a-di-đà-phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, trì niệm đừng quên. Nhưng không phải niệm suông như vậy. Nếu niệm suông như vậy cũng chẳng kết quả vào đâu. Niệm Phật thì phải làm lành. Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại: niệm Di Đà ráng niệm cho rành. Rành đây có nghĩa là miệng niệm Phật, lòng như Đức Phật. Hễ muốn tu nhân đạo mà niệm Phật thì phải trung, phải hiếu, phải tiết nghĩa, phải đâu đó đức tánh của người được đàng hoàng tốt đẹp. Nói tóm lại, niệm Phật và tròn được tứ ân, đó là được rành về phương diện của mình đang tu nhân rồi. Còn một bậc cao hơn nữa là niệm Phật làm sao như Đại Thế Chí đã niệm. Đại Thế Chí niệm cách nào? Ngài niệm thì lục căn đều niệm, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều niệm Phật. Tại sao mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều niệm Phật được? Là tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không nhiễm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã niệm Phật rồi. Cho nên, sau khi đã tin tưởng chắc chắn, sau khi đã phát nguyện thiết tha, thì mình phải rán hành câu lục tự: đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm Phật được thuần. Như vậy, một ngày kia, lâm chung sẽ có Đức Phật A-di-đà cứu độ, trực vãng về nơi nước Cực Lạc, nơi liên hoa hóa thân, được một ngày kia vĩnh viễn trường tồn, đắc nhập niết bàn tịch tịnh. Như vậy, có phải chăng là nhờ pháp môn niệm Phật mà mình được trực vãng về nơi Tây Phương? Chắc chắn vậy. Đó là cách tu để cho mình về nơi Cực Lạc. Ở đây thêm một câu hỏi nữa là: làm sao, công phu cách nào để cho mình chứng nhập niết bàn tại thế? Kính thưa quý vị, về nơi Tây Phương tức là về nơi Cực Lạc của A-di-đà. Nơi đó chưa có nghĩa là nhập niết bàn, mà về nơi đó có nghĩa là mình về một nơi quốc độ có Đức Phật thường trực giáo hóa. Và ở nơi Tây Phương Cực Lạc có nhiều điều kiện giúp cho mình được thành công đắc đạo chắc chắn hơn là tất cả các thế giới khác vậy thôi. Tại vì sao về nơi nước Cực Lạc lại đủ đầy điều kiện giúp cho mình được thành công chắc chắn? Một, vì nơi cõi Tây Phương không có người yểu tử như ở cõi ta bà này. Về nơi đó, thần thức nhập thai sen tinh hảo đã được thần thức vào nơi thai sen rồi, tức được sống vĩnh viễn, trường tồn
và có thể thành công đắc đạo trước khi mình chết. 2. Cõi Tây Phương Cực Lạc không có chánh trị, không có danh lợi, không có thứ bậc vua quan quyền thế như ở cõi này, làm cho mình khỏi nhiễm danh lợi. Điều quan trọng nhất là có Đức Phật A-di-đà trụ thế. Bất cứ lúc nào khi chúng sanh được sanh về nơi đó, gặp Đức Phật trực tiếp giáo hóa liền. Còn ở nơi cõi ta bà này, khi sanh ra ít khi được gặp Phật ra đời. Như tất cả anh chị em đồng đạo chúng ta đây, sinh ra thời kỳ này, may mắn được gặp Đức Thầy trực tiếp giáo hóa, mình được có bao nhiêu phần sáng tỏ. Còn nếu mình sinh ra cách đây 6-70 năm về trước, thì đâu có gặp được Đức Thầy giáo hóa. Hay là sinh sau thời kỳ này cả 100 năm, làm sao gặp được Đức Thầy giáo hóa? Nếu không gặp được Đức Thầy giáo hóa thì làm sao được thành công đắc đạo? Cho nên sinh ở cõi ta bà này, khi thì gặp Phật, khi thì không gặp Phật, nên có khi thành, có khi không. Còn nơi Tây Phương, Đức Phật A-di-đà luôn luôn trụ thế, hễ về nơi đó gặp Phật được liền. Cho nên với bao nhiêu điều kiện tốt đẹp đó, về nơi cõi Tây Phương được dễ dàng thành công đắc đạo. Còn ở nơi đây, như tôi vừa trình bày cùng quý vị, may thì gặp Phật, có khi thì không gặp. Vậy bây giờ mình muốn tu chứng được Niết Bàn tại thế, thì mình phải tu pháp môn như Đức Thầy đã dạy, lục căn thanh tịnh, hay là phải đạt ngũ hương. Cần tu cho đạt ngũ hương, hơi gươm trí huệ, ma vương hãi hùng. Muốn đạt ngũ hương phải có trí huệ, phải diệt hết tất cả những sự gì cám dỗ lòng mình, hay là những con đường tà dại ma vương đang giăng bẫy. Ma vương luôn luôn phá đạo Phật. Tại vì sao? Vì nếu để một người thành Phật thì ma vương phải tan rã. Cho nên vì lẽ đó, ai tu chân chánh thì ma vương nhất định phá liền. Nên riêng về tất cả anh chị em đồng đạo chúng ta, sau khi đã nhờ ơn Đức Thầy giáo hóa rồi, nếu không tu thì thôi, cách nào cũng được. Còn như nếu chịu tu theo Thầy thì ráng, hơi gươm trí huệ, ma vương hãi hùng. Làm sao hơi gươm trí huệ? Là dùng trí của mình quán xét tất cả những việc chánh tà, quán xét tất cả những điều hay lẽ phải, hay là những điều tà dại. Phân tách dần như vậy, rồi hành cái chánh, diệt cái tà, hành tất cả những cái quý cao, diệt những điều thấp kém. Như vậy thì mình được có trí huệ thâm sâu. Nếu trí huệ thâm sâu thì ma vương khiếp sợ. Nói tóm lại, muốn là một người hiền dự hội Long Hoa thì nhân đạo cho rồi là tối thiểu. Còn muốn được về nơi Tây Phương Cực Lạc thì phải tín nguyện hành. Ba điều kiện đó được thâm sâu, hành pháp môn niệm Phật được trơn chánh, thì được trực vãng Tây Phương kiến diện Di Đà và thành Phật. Còn muốn đắc đạo Niết Bàn thì phải diệt sạch lòng trần, còn lại tâm không tức là thanh tịnh. Hễ tâm được tịnh thanh, tức là như như bất động, như Đức Thầy đã nói, thì mình được chứng đắc Niết Bàn tại thế. Đức Thầy nói rõ ràng hơn, đặc biệt nhất là mục chánh định. Mục chánh định thật là rất khó. Giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được hưởng nguyên phản bổn. Mục chánh định thật là rất khó. Giữ tấm lòng bất động như như.
cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hồn nguyên phản bổn. Hễ ai luyện tâm trở lại tịnh thanh trong sạch thì tức là được hồn nguyên phản bổn, nghĩa là nhập niết bàn vậy. Tu được nhập niết bàn và tu được trực vãng Tây Phương, hai cái kết quả đó cao cả vô ngần. Tại vì sao? Là tại vì nếu quý vị từ nam chí nữ trì tâm kiên trí thực hành chứng được đạo, quý vị nhập niết bàn đời đời kiếp kiếp khỏi phải trầm luân, không mang tám điều khổ lụy. Nếu quý vị được trực vãng Tây Phương thì về nơi đó đời đời kiếp kiếp quý vị khỏi phải trầm luân, không mang tám điều khổ lụy. Tám điều khổ lụy tức là bát khổ của Đức Thầy đã chỉ trong khuyến thiện. Ôi, cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say? Hay là cái khổ này dù lắm trí mâu cũng chung chịu như người tâm tối? Dù ai sang cả bực nào, dù ai thông minh bực nào, cũng không tránh được tám điều khổ ấy. Mà tất cả những ai được thành công đắc quả nhập niết bàn rồi, có phải chăng thung dung nhàn hạ, đời đời kiếp kiếp chẳng trầm luân? Nếu không trầm luân thì làm gì có bao nhiêu sự khổ như sanh già bệnh chết hay bao nhiêu điều khổ khác nữa. Có những cái khổ diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày, biết bao nhiêu điều đau đớn, đừng nói chi khổ địa ngục giam cầm, tra tấn, đánh đập, đừng nói chi cái khổ ngọa quỷ đói khát vô cùng thảm khốc. Chỉ cái khổ mình thấy trước mắt là loài thú vật, nó mang lông, nó đội sừng, nó đang kéo xe, nó phải cày bừa và làm vật thực cho người khác dùng, đã là quá khổ rồi. Mà bây giờ tất cả anh chị em đồng đạo chúng ta tu theo Đức Thầy được chấm dứt bao nhiêu điều khổ đó, thử hỏi cao hay là thấp? Lẽ dĩ nhiên phải cao tột rồi. Cao như Đức Phật Thích Ca thổi trước, cao như Đức Thầy ngày nay hiện tại đã tượng trưng cho mình thấy sự sáng tỏ và sự tốt đẹp của Đức Thầy. Bao nhiêu năm giảng giải trình bày cho mình được biết tin tường đạo lý, thì muốn được bao nhiêu điều cao cả đó, cái phương pháp đạt được kết quả nhiệm màu như tôi vừa trình bày cùng quý vị, phải khéo léo, phải thông minh, lựa một cách nào cho thích hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu quý vị lựa được một cách thích hợp rồi thì sự tu không còn khó nữa. Chớ phải chi tu bắt phải bỏ nhà xa cửa, bắt phải lên non vào rừng thì khó, hay là tu quá sức mình mới khó. Còn ngược lại, Đức Thầy đã dạy đường đạo đức bước đi từ nức. Ở tại gia thôi, hằng ngày hành bổn phận, rán nuôi cha mẹ, bảo bọc vợ con, đồng thời tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng công phu, tăng trưởng lòng lành. Với cái đà đó, quý vị giống như thể một cây bông càng ngày càng lớn. Tuy rằng cây bông ngày nay nói nhỏ, nhưng đã gặp phân nước rồi. Hễ gặp phân nước rồi thì bông đó phải càng ngày càng lớn, rồi một ngày kia trổ quả thơm tho, là lẽ dĩ nhiên không bao giờ trái ngược. Còn ngày giờ này, anh em đồng đạo chúng ta gặp được phân nước gì? Phân nước của chúng ta ngày giờ này tức là sám giảng của Đức Thầy, tức là mối đạo và Đức Thầy giúp cho tâm lành của chúng ta một ngày kia được rộng lớn thêm hơn. Thì bây giờ trong phạm vi gia đình, mình tăng trưởng lòng lành, mình tăng trưởng công phu, cũng như tôi vừa trình bày cùng quý vị,
Chớ phải chi phát huệ thành Phật bắt buộc phải vô chùa mới phát huệ, thì chừng đó mình sẽ bắt buộc xuất gia. Còn ngược lại, tâm bình tĩnh được thì phát huệ, thì dù trong phạm vi nào cũng phát huệ. Nếu biết được như vậy, ở tại gia đình không thôi, đồng thời nuôi cha mẹ, vợ chồng, con cái đàng hoàng mà vẫn được phát huệ như thường. Như vậy, có phải chăng là một pháp môn của Đức Thầy quý báu? Được tin tưởng như vậy, mình chậm chạp đi từng bước một, nhưng mà dễ dàng thành và dễ dàng chứng đắc hơn. Tại vì sao? Ta chậm rãi mà chọn đạo ngợi, hơn những người tu sơi tu bừa, giữ tránh tâm bước nấp hạ thừa. Từ chỗ ấy mà đưa chung nếu nóng lòng bỏ bổn phận tu nhân, hạ từng không có thì đừng trông thành đặng Phật tiên. Còn ngược lại, chậm rãi tu thân, lần lần từ bước một thì đường tuy xa, năng bước cũng gần. Lời Đức Thầy đã dạy thì Long Hoa Đại Hội đâu có khi nào sai chạy. Và một ngày kia bệ ngọc long xa, đâu có sợ rằng mình không kề cận. Vì vậy nên tin tưởng chắc chắn rằng hễ có chồng thì ngày kia quả nọ thơm tho đang chờ đợi. Thưa cầu ba, tâm thì chỉ có một mà tại sao lại gọi rất nhiều danh từ? Nhờ cầu giải thích cho tôi được biết ý nghĩa tại sao có nhiều danh từ như vậy. Sở dĩ tâm có nhiều danh từ gọi là tại vì sự diệu dụng của nó có nhiều. Cũng như thể hột ngọc thì có một, nhưng mà lại chiếu nhiều màu, thành ra vì lẽ nó có màu này, màu nọ, màu kia, màu xanh, vàng, trắng, đỏ, nhưng mà có một hột ngọc thôi. Cái tâm có một, nhưng mà đặt nhiều danh từ, nào là tâm, nào là điểm linh quang, nào là thần thức, nào là chủ nhân âm, nào là Chúa Tâm Vương, nào là Pháp Thân, nhưng mà cũng chỉ có một tâm thôi. Tại sao chỉ một tâm thôi, không đặt một danh từ, mà lại đặt nhiều tên quá? Là vì nó huyền diệu quá. Tại sao đặt là tâm? Tâm là tương đối với thân, thân là xác thịt này, vô tri, vô giác. Còn cái tâm hữu tri, hữu giác, nên đặt nó là tâm. Đặt tâm rồi, tại sao kêu nó là điểm linh quang? Là tại vì nó sáng suốt. Tại sao kêu nó là chủ nhân ông? Là tại vì cái tâm thường trụ không thay đổi. Tại sao kêu nó là Chúa Tâm Vương? Là tại vì nó như ông vua trong cái xác thân này. Tại sao kêu nó là Pháp Thân? Là tại vì nó là chân thân của vạn pháp. Dù cả bao nhiêu ngàn danh từ đặt cho nó cũng đều do sự diệu dụng của nó mà ra. Thưa, vì sao nói mình ở trong nhà mà không biết ông nào là chủ nhà? Mình ở trong nhà mà không biết ông nào là chủ nhà là tại vì mình không biết ông nào là khách. Ví dụ như tôi đây là ông chủ, quý ông là khách, mà bây giờ tôi không biết mấy ông là khách. Hễ nếu tôi không biết quý ông là khách thì tôi cũng không biết tôi là chủ. Tại vì sao? Bởi vì khách với chủ không phân biệt nổi, thành ra lộn xộn hoài. Một lát tôi nói tôi là khách, một lát tôi nói ông đó là chủ, thành ra làm sao phân biệt được? Tại sao có việc chủ khách không phân biệt được?
là tại vì bị vô minh. Tôi vô minh cho đến nỗi giữa tôi cùng quý ông, tôi không phân biệt được ai là chủ ở nhà này, thành ra hết nói chuyện được. Một lát tôi là khách, một lát tôi là chủ, thành ra kêu vô minh vậy. Thì chúng sanh cũng vậy, không biết cái nào chân tâm, không biết cái nào vọng tâm. Một lát nhận chân tâm là vọng tâm, một lát nhận vọng tâm là chân tâm. Là tại sao? Là tại vô minh vậy. Chớ phải chi phân biệt được khách là những người mới tới đây rồi một lát ra về, còn chủ thì ở luôn nhà này. Tôi ở luôn nhà này thì tôi là chủ, còn quý ông ở đây sáng về thì quý ông là khách. Nếu tôi có trí tuệ phân biệt được như vậy thì chủ khách rành rẽ. Phải chi nhận được cái chân tâm là tri giác của mình, tức cái hiểu biết, cái biết phải biết quấy, cái đó không thay đổi, cái đó là chủ. Còn cái buồn, cái giận, ghét thương, khi có khi không, cái đó là khách. Hễ phân biệt được như vậy thì thâu phục được chủ nhân ông của mình rồi. Còn cái này chủ nhân ông bị vô minh, thành ra ba hồi nhận ông khách đó là chủ, ba hồi nói mình là khách, thành ra mất quyền luôn. Pháp môn của Đức Thầy nếu không có trí huệ nhìn thoáng qua thấy thường lắm. Tại sao thường? Là tại vì thấy ở nhà, thấy nuôi cha mẹ, thấy gần gũi vợ con, thấy vẫn tới lui thăm viếng láng giềng. Pháp môn không thấy có gì là cao. Còn người ta thấy rằng phải xuất gia, phải quy tắc, phải hình thức đàng hoàng, trang nghiêm, không gần người thế tục, phải cao hơn không? Nhưng mà xin thưa rằng, cái cao ở tánh hay ở tướng? Cái cao ở tánh mới là thật cao, còn ở tướng nó đâu phải là chánh đạo. Tại vì sao? Ví dụ, trường hợp bây giờ tôi mặc đồ già, tôi ngồi ở ngoài salon trang nghiêm, mấy ông phải ngồi cách xa 7-8 thước, không được ngồi gần tôi, bởi tôi tu cao rồi. Nhưng cái đó coi cái tướng thì cao, mà cái tâm tôi còn danh, còn lợi, còn tình. Như vậy tâm đó vẫn thấp. Cái tướng thì cao mà tâm vẫn thấp như vậy, đâu phải chánh đạo. Còn ngược lại, tuy rằng mặc đồ đen, tuy là ở nhà gần gũi cha mẹ, gần gũi vợ con, nhưng mà luyện tâm trung, tâm hiếu, tâm hy sinh cho anh chị em đồng đạo được nhờ, tâm đó cao hay là thấp? Đạo phải nói tới tâm và tánh, chứ đâu có nói tới tướng bao giờ. Có người ngồi buôn bán ở chợ búa, có người lăn lóc trốn đồng quê ruộng rẫy mà cao vẫn là cao. Tại sao? Buôn bán ngoài chợ búa để cho anh em đồng đạo được nhờ, sự thật đâu có gì lợi. Người ta buôn bán để giúp đỡ anh em đồng đạo, đó là công đức hay là công quả của người ta rồi. Còn ngược lại, một người kia ở nhà hoài, ngồi coi trang nghiêm, mặc đồ sạch sẽ, nhưng lòng lành không có. Thử hỏi hai người, người nào cao? Phải phân biệt cho rành mối đạo. Nếu không như vậy là lầm mối đạo của Đức Thầy. Thấy rằng tại sao tu đa số ở nhà, sao cũng làm ăn thông thường? Thưa rằng, nuôi cha mẹ là hiếu, phải có hiếu rồi mới có thể từ bi bác ái đại đồng, và giúp nuôi vợ con rồi mới có tình nghĩa đàng hoàng. Có hiếu, có tình rồi mới có từ bi hỷ xả nổi. Còn ngược lại, đối với cha mẹ không tình nghĩa, đối với vợ con chẳng thương yêu, thì hỏi lấy cái gì thương chúng sanh? Nó phải có một chút vàng nhỏ rồi mới thổi phồng cái vàng đó lớn lên, đó mới là có vàng. Còn cái vàng nhỏ không có, chỉ có chì không, rồi lấy cái gì làm vàng lớn được? Cái tánh tình tốt đẹp nho nhỏ như thương cha mẹ, thương vợ con,
cái tánh tốt đó không có. Thử hỏi, vậy chưa lấy cái gì mà lo cho chúng sanh đại đồng bác ái được? Cho nên mối đạo đức thầy dạy đó là chánh lý, nghĩa là phải làm có căn bản đó rồi nó mới lớn lần lần lên được. Đối với người ân của mình còn chưa tử tế, hỏi vậy chớ làm sao tử tế với người oán. Mà Phật tánh thì ân oán phải bình đẳng. Đối với người oán của mình phải tốt giống như đối với người ân. Còn cái này, người ân của mình chưa tốt, thử hỏi làm sao tốt được với người oán. Cũng như thể đối với cha mẹ, vợ chồng trong nhà là người ân nghĩa gần gũi nhau mà chưa tốt, hỏi chớ làm sao tốt được với người dưng. Như chúng sanh bây giờ đâu có bằng Đức Ca Diếp A Nan hồi trước. Đức Ca Diếp A Nan hồi trước người ta ngồi không cũng đắc đạo là vì tu đã vô số kiếp. Ông nào cũng bậc cao tăng đại đức nên ngồi không mà cũng đắc đạo như thường. Còn trường hợp như Đức Thầy đâu cần phải tu ngày nào. Đức Thích Ca còn tượng trưng ngồi 6 năm tu, Đức Thầy đâu có tu ngày nào. Từ nhỏ lớn lên rồi đúng 21 tuổi, ngày 18 tháng 5 bỏ cây cày ra, đi ra dạy đạo liền lập tức. Rồi mình phân bì những người thường với Đức Thầy làm sao cho được. Phải biết ai làm rồi cái nào, ai chưa làm cái nào. Hiện giờ theo tôi thấy, mình tập tử tế với anh em đồng đạo cho đến nỗi không còn biết tiếc với anh em đồng đạo, cái đó cũng khó tập rồi. Đừng nói chi là như như bất động. Bây giờ anh em cứ luyện bằng cách này cũng là khó tìm kiếm lắm rồi. Nghĩa là trong khi Đức Thầy vắng mặt mà mình đối với anh em đồng đạo đừng còn tiếc một chút gì đối với anh em, như vậy cũng khó kiếm bực đó lắm rồi. Còn cái bực kêu là như như bất động hay tư tưởng lặng trang, xin thưa rằng còn cao cả lắm. Phải có tánh tốt đó trước đã, rồi mới đến chỗ thanh, rồi lần lần mới tịnh thanh luôn được. Còn ngược lại, có anh em đồng đạo tới nhà mình sợ hao tốn. Anh em đồng đạo tới nhà mình sợ mất công. Hay là anh em đồng đạo đến nhờ nhõi một hai việc gì đó mà mình còn ngại vì quyền lợi của mình bị chạm. Như vậy thì làm sao tham thiền nhập định, làm sao tư tưởng lặng trang. Nếu mà người nào ngồi ở trong thất, trong am mà luyện được cái tư tưởng dứt bạch, không còn tưởng một việc gì hết. Nếu tư tưởng không còn tưởng một việc gì hết mà cái tánh tử tế đối với anh chị em đồng đạo không có, đó kêu là cây đá, đâu phải là đại định. Đó là tôi chỉ nói hẹp trong vòng vài anh em đồng đạo. Còn nếu nói rộng ra, phải tử tế với nhân sanh. Bất cứ dù ai, không phân biệt thân sơ, không phân biệt giàu nghèo hay cao thấp, mình phải tử tế luôn luôn. Rồi trong chỗ tử tế đó mới thành từ bi hỷ xả được. Còn ngược lại, những đức tánh thông thường chưa có, rồi làm sao luyện đến chỗ tham thiền nhập định được. Cho nên Đức Thầy dạy đó là chánh lý nhất. Bởi vậy thưa quý ông rằng, Đức Thầy mình là giáo chủ, là thầy của 2 triệu anh em mình. Nếu giáo pháp Đức Thầy đưa ra mà còn thiếu sót một chút gì, nghĩa là Đức Thầy chưa hoàn toàn sao? Thưa rằng Đức Thầy hoàn toàn lắm rồi. Không còn một cái pháp nào khéo hơn nỗi cái pháp của Đức Thầy. Một cái pháp vừa dạy cho mình tròn bổn phận đối với cha mẹ, vợ con, vừa yết kiến Chúa Thánh, vừa sau này vẫn được đắc đạo như thường. Thử hỏi có một cái pháp nào khéo như vậy không? Phải có đời mình mới đắc đạo, còn không có đời đừng trông đắc đạo. Nếu người nào bỏ đời mà đi tìm đạo thì đừng trông thành đạo. Thí dụ như tôi bây giờ, nếu không có quý ông, đừng trông tôi đắc đạo. Tại vì sao? Bởi có quý ông, tôi tập làm lành với quý ông,
tôi giúp đỡ quý ông, tôi hy sinh cho quý ông, tôi mới chứng được cái tâm từ bi đó, rồi tôi mới đắc đạo. Còn cái này không có quý ông, không có anh em nam nữ, lấy cái gì mà tôi làm lành? Mà nếu tôi không làm lành, rồi lấy cái gì mà tôi đắc đạo? Thành ra phải có cái đời, phải có người hung họ hành hạ mình đủ cách, coi mình nhẫn tới bực nào, phải có bao nhiêu sự khó khăn để cho mình phải làm, tâm đức mình mới chứng. Còn cái ngồi không mà đắc đạo, xin thưa rằng từ ngàn xưa đến giờ không có. Vậy chớ Đức Thích Ca đâu có làm động móng tay. Đức Thích Ca là một vị Phật lâu đời trở lại. Còn như Đức Thầy mình, Đức Thầy khỏi cần tu một ngày nào, Phật cũng vẫn là Phật. Là bởi vì vô lượng kiếp Đức Thầy hành như anh em mình bây giờ rồi. Đức Thầy đã chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao khổ hạnh, bao nhiêu kiếp trước Đức Thầy chịu không biết bao nhiêu sự hy sinh rồi. Nội có một cái hạnh như Phan Thanh Giản, như Hoàng Diệu, mấy người đó đã uống thuốc độc hy sinh cho nước rồi. Bao nhiêu hạnh đó Đức Thầy đã làm rồi trong bao kiếp trước. Còn kiếp chót Đức Thầy đã là Phật rồi. Còn mình không tập những cái hạnh của Đức Thầy đã tập bao nhiêu kiếp trước, làm sao mình thành được? Còn ngồi không mà đắc đạo, xin thưa rằng trên đời này chưa ai có. Còn Đức Phật Thích Ca là vị Phật cũ trở lại, mình phân bì đâu có nổi. Nội có một cái hạnh này cũng khó kiếm trên đời, như tôi vừa trình bày cùng quý vị. Nghĩa là làm sao đối với anh em cho thiệt tử tế. Trong khi Đức Thầy vắng mặt, mình phải làm sao cho anh em đồng đạo của mình nhờ có mình mà người ta nhớ Đức Thầy, người ta hành đạo. Nội bao nhiêu đó cũng khó kiếm trên đời rồi. Còn việc luyện tư tưởng lặng trang, xin thưa rằng khoan đã. Thưa, hai câu này nghĩa là sao? Bây giờ gần cuối mùa thu, hết ngu tới dại, công phu gần thành. Nghĩa là Đức Thầy nói sự luân chuyển, sự diễn tiến của tu hành vậy mà. Thưa, Đức Thầy có câu: mã song phi viễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài cạn tỏ. Như vậy nghĩa là sao? Hai câu: mã song phi viễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài cạn tỏ. Văn chương của Đức Thầy không phải như văn chương của người thường. Đức Thầy nói có nhiều khi một câu mà ở trong sách đã có nói đủ nguyên câu rồi. Đức Thầy muốn nhắc lại, nhưng Đức Thầy không nhắc nguyên câu mà chỉ nhắc có 2-3 tiếng. Nhưng mình nghe 2-3 tiếng, mình phải biết nguyên câu đó. Như Đức Thầy nói rằng: vì mắc câu thiên lý vị nhiên, nên còn đãi thiên oai nấy lịnh. Thiên lý vị nhiên là câu trong sách xưa ông Khổng Minh nói rằng: nhân nguyện như thử như thử, mà thiên lý vị nhiên vị nhiên. Đức Thầy không nói đủ như vậy, mà nói là vì mắc câu thiên lý vị nhiên, thì mình phải biết rằng câu đó do ông Khổng Minh nói. Đức Thầy không cần nói hết mình cũng phải biết, là bởi câu đó người ta có sẵn. Thì câu mã song phi viễn vọng tâm hồn cũng vậy. Nếu cách nghĩa trong sám giảng của Đức Thầy mà định danh từ, từ chữ, có nhiều khi nó không có nghĩa được. Là bởi sao? Bởi Đức Thầy ghép nghĩa, miễn làm sao gợi cho người đọc biết được cái lý đó thôi. Thì câu mã song phi viễn vọng tâm hồn có phải chăng trong sách văn chương hay là ngoài đời nói rằng: đời người như bóng ngựa câu qua cửa sổ. Mã song phi có nghĩa là con ngựa nó đi ngang qua cửa sổ, nó mâu lẹ như thể là bay vậy. Đời người từ mới sinh ra cho đến già chết, nếu mà tính ra cho kỹ thì nó mau lẹ như là bóng ngựa câu qua cửa sổ. Cái cửa sổ thì nhỏ, con ngựa chạy vụt qua một cái, người ta ví dụ nó như vậy đó.
Như thường thường nói, ngày tháng qua như thể thoi đưa. Quý ông biết rằng cái thoi diệt vải nó nhảy qua nhảy lại liền liền, ngày tháng qua mau cũng như vậy. Hồi Đức Thầy vắng mặt đến giờ là bao nhiêu lâu? Mới đây mà 17 năm rồi. Hỏi vậy có phải ngày giờ nó mau lẹ như thoi không? Thì mã xâm phi viễn vọng tâm hồn cũng vậy. Là Đức Thầy muốn ví kiếp con người ở cõi trần này nó mau già cả và mau chết như thể là bóng ngựa câu qua cửa sổ. Còn hành thế lữ đêm dài cạn tỏ là xuất xứ ở trong kinh Phật. Đức Phật thường hay nhắc lại con người ở cõi trần này giống như một người kia đi ngủ trong cái quán trọ. Tại sao như đi ngủ trong quán trọ vậy? Là vì anh em mình có nhiều khi đi đến một châu thành nào hay một cái chợ nào đó không có nhà quen, buộc lòng phải vô trong cái quán trọ mướn phòng để ngủ. Thì trong đêm đó mình quen với ông chủ, bà chủ và quen với mấy người vô mướn phòng với mình. Tới sáng ra mệnh ai nấy đi, đâu còn gặp nhau nữa. Thì cõi trần này mình đầu thai lên đây, quen với cha mẹ, quen với anh em, quen với bạn bè rồi. Sau khi chết rồi đâu còn ai gặp nhau nữa. Còn lữ quán không phải cái lữ quán của cõi thế này sao? Mã xâm phi viễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài cạn tỏ. Nghĩa là Đức Thầy cho biết rằng đời sống con người nó mau lẹ như là bóng ngựa qua cửa sổ. Và thêm nữa, nó là giả tạo. Đời người giống như thể người kia ngủ đỡ trong quán trọ trong một đêm, sáng ra rồi chia rẽ. Thì đầu thai lên đây quen biết với tất cả những người thân nhân quyến thuộc, sau khi chết rồi thôi. Dù thân mến cách nào như vợ chồng cũng không thể gần nhau nữa. Dù thân mến cách nào như thể cha con hay quyến thuộc cũng không thể nào gần nhau nữa. Cái đó nói về sự giả tạm. Bài của Đức Thầy cho ông Tham Tá Ngà nhiều đoạn Đức Thầy nói về sự giả tạm. Sau khi nhận được, ông thầy giáo của mình học giỏi quá rồi, ông dạy khéo quá rồi, từ chữ nghĩa, văn chương, mọi bài vở ông sắp xếp vừa vặn với trình độ của học sinh rồi. Thì mình chỉ còn một việc là siêng học, bởi đâu còn ngại một việc gì. Ông thầy của mình là bậc bằng cấp cao, dạy rất khéo và rất kinh nghiệm. Thì mình chỉ còn ráng lo học, đặng thi đậu làm quan. Thì bây giờ mình gặp Đức Thầy, hỏi chứ mình công nhận Đức Thầy là minh sư chưa, là Phật ra đời chưa? Nếu nhận là minh sư rồi, là Phật ra đời rồi, thì chỉ còn có một cách là mình cứ hành theo Thầy, để một ngày kia thành công đắc đạo. Dù nam hay dù nữ, công trình lặn lội, công trình hy sinh, công trình tin tưởng, nó phải có kết quả như thế nào? Chứ không lẽ nó ít ỏi quá, và không lẽ nó cứ như vậy hoài, thì kẻ cũng tội nghiệp cho những người chân chánh. Những người không chân chánh, người ta sung sướng, không cần trung thành, không cần hy sinh, chỉ ăn rồi ngủ. Hễ lúc nào thấy nhờ cậy cái đạo được thì cứ nhờ cậy, còn không thì thôi, chứ không lỗ cũng không lời. Theo đạo có lời chứ không có lỗ. Với cái quan niệm của họ là như vậy, tại sao họ có lời? Nghĩa là lúc nào nhờ cậy được thì theo, còn lúc nào không nhờ cậy được thì thôi. Thành ra theo đạo Đức Thầy có lời cho nhất định họ không cho lỗ. Nhưng nếu khôn như vậy mà được thì thôi, nó cũng dễ quá rồi. Trái lại nó khác, đây rồi sau sẽ thấy thời gian trả lời rất chính xác, không khi nào sai chạy. Còn chân tu lo bổn phận hoài hoài, chỉ sợ mình lầm, chỉ sợ mình tối. Còn nếu thấy không lầm không tối thì chắc có lẽ là chưa đến nỗi nào khờ khạo. Còn bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng con cái mà mình được đàng hoàng đó cũng là cái bổn phận rồi. Nói rằng mình nuôi cha mẹ
bảo bọc vợ con chưa phải hành đạo. Vậy chớ Đức Thầy không nuôi anh em mình sao? Mình mới có nuôi cha mẹ, vợ con không thôi, còn Đức Thầy nuôi 2 triệu tín đồ. Đêm không ngủ, ngày không ăn, rồi đến ngày giờ này, 18 năm nay tai nạn, cái gương đó thấy rõ quá rồi. Thì mình cũng phải bắt chước y như vậy, chỉ lo bổn phận không thôi. Mình tạo ra gia đình, cha mẹ, vợ con, bây giờ mình trả nợ cho gia đình. Mình nhờ ơn Đức Thầy giáo hóa, nên đền ơn Đức Thầy bằng cách lo cho đệ tử Đức Thầy. Mình nhờ ơn người xưa xây dựng đất nước Việt Nam, cho mình hiện ngày giờ này có nơi để sinh sống. Thì mình trả ơn đất nước Việt Nam bằng cách giúp đỡ người dân Việt được an toàn. Con người như vậy là con người kiểu mẫu, con người khó kiếm ở trên trần này. Con nói chỉ lo cho phận mình, không cần phải lo cho ai. Mình cần gì phải lo cho đạo, cần gì phải lo cho thầy, hay là cần gì lo cho đất nước Việt Nam, thì ngủ, ăn rồi chết, cái đó khỏi cần phải bàn. Cho nên vì lẽ đó mình chiêm nghiệm rồi tin tấn. Thưa với quý ông và quý cô rằng, đây là cõi trần giả tạo. Dù quý ông, quý cô và tôi không tu đi nữa cũng phải chết. Nói rằng mình tu đây rồi chết, thưa rằng không tu thì lại sống được sao? Nếu không tu mà sống thì thôi, ai dạy gì tu để làm gì? Tất cả những việc xảy ra có nhiều trường hợp, tai nạn hay gia cảnh bất an. Có nhiều khi nói rằng tại tu mới có tai nạn. Nếu tu có tai nạn, vậy không tu không tai nạn sao? Hay là nói tại ăn chay hay làm cái gì đó mới bị đau, mới bị bệnh, mới bị chết. Như vậy tất cả những người không ăn chay, không tu chắc là hoàn toàn mạnh và bình an hết. Mình cân nhắc thật kỹ, thử coi có lầm hay không lầm. Mình cân nhắc đàng hoàng rồi mình lo bổn phận. Những người nam hay là nữ ngày đêm lo bổn phận tu hiền, người ta cho rằng dại dột. Không dè cái tánh mấy người đó lại giống Phật trời rồi. Tại sao kêu cái tánh giống Phật trời? Là cái tánh không có nhiễm trần. Bởi vì Phật với trời hình thức cũng giống như chúng sanh vậy, nhưng mà cái tâm thanh, cái tâm đó ở cõi trần, nhưng mà hết muốn ham việc đời rồi. Thành ra cái tánh đó gọi là cái tánh thanh. Đồng thời người ta không ham việc đời mà trái lại thương đời, nên lo lắng giúp đỡ mọi phương diện. Như vậy là tánh tình đó nó gần như thể là hết có trần tục rồi. Vì lẽ đó người ta mới lo được những việc người khác không lo. Thưa rằng nếu không có tâm tu, đừng có trông bỏ nhà để đi lo việc đạo. Rồi bây giờ bỏ nhà được, đi lo được chút đỉnh việc đạo, nghĩa là căn tu đã sâu, chứ đâu có phải là do nơi tăm tối. Cũng như thế, người kia không thể nào rời được cái quán rượu là vì bị nghiền rượu nặng. Rời quán rượu ra chịu không có nổi, thành ra phải ở trong cái quán rượu. Còn nếu người này rời được quán rượu, đi đó đi đây có nghĩa là cái bệnh nghiền đã sắp dứt. Như vậy là cao cả vô ngân rồi. Người kia không thể rời gia đình được, không thể nào mà tách ra được, bởi vì tánh nhiễm trần quá nặng, danh lợi tình quá sâu, không thể nào rời tách khỏi một bước hay một giờ được. Còn những người này đối với gia đình hình như không còn tha thiết nữa. Như vậy thì lòng trần đã dợt rồi, mới có tư cách được như vậy. Cũng như cái danh vậy, cũng như một số người kia nhất định không thể nào rời cái danh được. Còn những người này không cần danh. Như vậy tâm đó dại khờ hay là tâm đó cao thượng? Còn đối với lợi, có một số người không thể nào buông cái lợi được. Còn một số người này đối với cái lợi gần như không còn tha thiết nữa.
vì tâm hồn đã trong sạch rồi. Còn tình thương cũng vậy. Có một số người tình thương yêu tha thiết không thể nào rời dứt cho được. Còn những người này có thể rời dứt được tình thương, như vậy thì thấy rằng cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Dù nam hay dù nữ cũng đều được tốt đẹp. Thành ra có nhiều khi nếu mình không biết tại sao người ta không rời được mà mình lại rời được. Bởi người ta không rời là tại người ta rời không nổi, còn mình rời là tại vì mình đã rời nổi. Bởi vậy, chỉ có một việc tốt nhất là lo bổn phận, lo tu tiến, lo càng ngày càng cao như cái cây vậy. Nó nhất định là nó phải lo cho nó càng ngày càng cao. Còn nếu không thì nó ở dưới thấp, nó bị khuất trong một cái đám cây, mà đám cây lại rậm rạp quá. Nếu nó không lo thì nó bị khuất ở dưới hoài. Nó phải lo vượt lên để cho thênh thang với gió trời lồng lộng. Nó phải được tự do hãnh diện với đời, chứ đâu có lý gì nó bị mấy cây khác phủ nó hoài sao. Mình theo Đức Thầy cũng vậy, ráng lo cho mình vượt lên, đâu phải ở dưới thấp rồi nói rằng mình thấp quá, nói rằng thấp rồi để cho nó thấp hoài sao. Vì lẽ thấp quá mình mới leo lên, phải chi mình cao thì khỏi cần leo nữa rồi. Còn trái lại, bị mình thấp quá mới ráng leo lên cho được một ngày kia cao cả. Rồi làm sao biết được cái đào của mình có một phần nào trúng? Thưa rằng, cái đạo có nhiều giai đoạn lắm. Có giai đoạn nhiều khi mặc đồ đạo rồi mà chưa có đạo. Có nhiều khi ở chỗ đạo rồi mà chưa có đạo. Có nhiều khi đã nói đạo rồi mà chưa có đạo. Tại vì sao vậy? Tại vì mặc đồ đạo rồi nhưng mà cái tánh của mình chưa hành được đạo. Thành ra mặc đồ đạo nhưng mà chưa có đạo. Còn ở nơi có đạo rồi mà chưa có đạo là bởi vì mình ở nơi chỗ đó, tuy rằng kêu là cái chùa hay là cái cốc, cái am, nhưng mà mình chưa hành theo lý của Phật hay của Thầy. Thành ra ở nơi đạo rồi nhưng mà người đó chưa có đạo. Hay đã nói đạo rồi mà chưa có đạo, nghĩa là nói đạo suốt ngày nhưng mà những cái nói đó mình chưa có làm. Vì vậy mà ở nơi đạo, đã nói đạo, mặc đồ đạo mà chưa có một chút tâm đạo. Còn có nhiều người không mặc đồ đạo, không ở nơi đạo, không nói đạo, nhưng mà việc làm lúc nào cũng đạo. Tại vì sao như vậy? Là tại vì cái đạo ở nơi cái tâm lành. Thành ra việc làm của người ta lúc nào cũng hy sinh cho đời nhờ, hy sinh cho cha mẹ, vợ con cũng là đạo. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta chỉ hy sinh không còn ô nhiễm nữa. Thành ra việc làm lúc nào cũng lợi ích. Thân cận nhất là cha mẹ, vợ chồng con cái được nhờ. Còn kế đó đồng đạo hay đồng bào được nhờ. Thành ra việc làm không cho mình mà cho người khác, tức là người đó việc làm đã có đạo rồi. Còn tư tưởng người đó thì lúc nào cũng toàn là việc phải, cũng vì chung, cũng vì hiếu, cũng vì nghĩa, cũng vì hy sinh, cũng vì đại chúng. Vì vậy người đó không mặc đồ đạo mà đã có đạo rồi. Còn lời nói đâu thì làm đó. Thành ra người đó không mặc đồ đạo, không ở chỗ đạo, không nói đạo, nhưng mà tư tưởng việc làm lời nói đều là đạo. Tại vì trong tâm có đạo, hễ có tâm đạo thì nói, tướng và làm đều là đạo. Còn tâm không đạo thì dù ở nơi đạo, dù mặc đồ đạo, dù nói đạo, nhưng mà không có một chút đạo nào. Nó khác nhau ở chỗ ngược lại đường duyên. Thưa rằng, phải làm sao phân tích nội cái di đời và đào ngược lại với nhau? Hễ nếu không tối thì sáng, nghịch lại cái tối là sáng,
nghịch lại cái sáng là tối. Bây giờ muốn biết cái gì là đạo, nếu thấy cái gì nghịch lại cái đời thì cái đó là đạo, nghịch lại cái đạo thì cái đó là đời. Rất dễ hiểu. Hễ đời thì thâu mà không xuất, còn nếu đạo thì xuất mà đừng thâu. Đời thì hình tướng, đạo thì không hình tướng. Đời có sanh có diệt, đạo thì không sanh không diệt. Nó rất dễ hiểu. Còn thêm một việc nữa, muốn biết việc làm mình có đạo hay không thì xem mình có làm giống người đời không. Hễ mình giống người đời thì mình không có một chút đạo nào. Giống người đời là sao? Người đời làm vì danh, vì lợi, vì tình mà làm. Còn người đạo vì từ bi mà làm. Thành ra vì lẽ đó, nếu có danh, có lợi, có tình thì mình giống người đời. Còn làm mà không có một chút gì cho mình, tức là người đạo làm. Còn nói cũng vậy, người đời nói vì thương, vì ghét mà nói. Người đạo vì bổn phận mà nói với lòng từ bi rất mực, tức là đạo. Cứ như vậy mà luyện tập ngày đêm hoài hoài. Cái ô nhiễm đổi lại làm bổn phận. Đối với cha mẹ chỉ nuôi dưỡng cho tròn câu hiếu thảo. Đối với vợ con, cái mình chuyển lại làm tình đồng đạo dưỡng nuôi, lo bổn phận thôi, không còn ô nhiễm. Đối với tất cả danh lợi, giàu sang, phú quý, mình chỉ giống như người trả nợ thôi. Đừng ham muốn việc đời, nội bao nhiêu là chúng cách nhất rồi. Ngoài những cái tôi vừa trình bày cùng quý ông và quý cô, là phải ráng niệm Phật thêm, cái đó là quý báu nhất. Để sau này người ta đâu có dè khắp đầy trời lửa cháy, người ta đâu có dè nước sẽ lan tràn lụt ngập, người ta đâu có dè chết chóc thảm sâu. Nhờ câu niệm Phật cũng được bình yên. Làm bổn phận mình cho trọn trong gia đình và xã hội, rồi niệm thêm tiếng Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Coi đơn giản và không có giá trị gì, nhưng mà nó lạ lùng. Tại sao không giá trị mà lạ lùng? Tại vì người ta nói nó không giá trị, chứ đâu phải nói nó không giá trị. Cũng như một cục vàng cho đứa nhỏ, nó cầm rồi nó quăng, nó nói đó là cục thau không bằng một viên kẹo. Với đứa nhỏ cho viên kẹo nó lấy, chứ cho cục vàng nó không lấy. Là vì nó tưởng đâu cục sắt hay cục đất ăn không được nên nó quăng đi, rồi lấy viên kẹo vì nó ăn được. Nó chỉ biết viên kẹo thôi, chứ nó không biết cục vàng. Thành ra câu Nam Mô A Di Đà Phật nói rằng không có giá trị là tại vì mình không biết nó ra sao. Mà trái lại, mình biết rằng cái nhà đẹp và tiền nhiều là cần thiết hơn câu niệm Phật. Nhưng không dè cái nhà đẹp tiền nhiều đó, nó chôn vùi mình vô lượng kiếp. Còn câu niệm Phật đơn giản, nhưng cái tâm thanh hết nhiễm trần rồi, hồn được về cõi Phật, nó quý báu hơn cả ngàn trùng. Và người ta đâu có dè rằng người hay niệm Phật thần thánh hay gần, bị cặp mắt của mình không có thấy. Vì lẽ đó mình không biết ra sao nên ít khi niệm Phật. Trong tâm tưởng người nào hay thường niệm Phật nên được thần thánh ưa gần. Bởi tánh tình người đó tốt, người ta hỗ trợ cho tai nạn được qua. Thưa rằng, quý ông và quý cô hay tôi thường thường nghe người ta nói rằng tu phải tụng kinh chứ. Còn như anh em nam nữ mình gần như không thấy tụng kinh vậy. Bị cái lầm lạc mà bao nhiêu ngàn năm nay không có người đắc đạo. Thấy nói mình tu mà sao cũng mặc đồ như người thường, như mặc đồ đen, đồ trắng, đồ tây. Còn quý cô nhiều khi mặc áo màu này màu kia cũng vẫn bới tóc, sao không thấy xuống tóc và không thấy tụng kinh. Thưa rằng, tu mà tụng kinh đặng chi vậy?
Đâu phải tụng kinh mà thành đạo, hành kinh mới thành đạo chứ. Mà kinh có nghĩa là gì? Kinh là chỉ cho mình cái tội cái phước, biểu mình hành cái phước rồi diệt cái tội. Thì bây giờ lo làm phải làm lành, lo thương người mến vật, lo bổn phận, như vậy thì mình đã hành kinh rồi, cái đó mới đắc đạo. Bây giờ nói như thế này: tôi ở không, tôi lấy kinh ra tụng hoài, còn quý ông và quý cô làm có tiền bạc nuôi người ta, hay làm bổn phận nuôi cha giữ mẹ, bảo bọc vợ con, giúp đỡ anh em đồng đạo. Với tôi ngồi tụng kinh, hai người, người nào tốt, hai người, người nào có phước. Tôi không biết nó ra sao, nhưng mà tôi chỉ phân tích như thế này: nếu tôi ngồi tụng kinh hoài thì tôi chưa thấy ích lợi cho ai hết, chưa nói rằng không biết có ích lợi cho tôi hay chưa. Bởi trong khi tôi tụng kinh, không biết tôi có hiểu nghĩa hay không. Thành ra tôi tụng kinh chẳng những không biết nó có ích cho tôi hay chưa, đừng nói chi có ích cho người khác. Còn ngược lại, một người nào đó lo lắng cho gia đình được nhờ và anh em đồng đạo được nhờ, như vậy cái tánh của người đó và cái phước của người đó tốt tới cỡ nào. Vì vậy, không biết tụng kinh cao hay là thấp, và không tụng kinh cao hay là thấp, nhưng mà thấy người đó đã có lợi rồi, còn người tụng kinh chưa thấy có lợi ích gì, ngoài việc chính mình giữ thân tâm được an lạc trong khi ngồi tụng. Ngược lại, mình biết rằng tất cả các kinh, dù bao nhiêu ngàn đức Phật ra đời và nói bao nhiêu muôn kinh điển, cũng không ngoài ra làm lành lãnh giữ. Thì như vậy tụng là gì? Tụng tức là đi, đứng, nằm, ngồi đều quán xét tâm mình hoài, gọi là tụng tâm kinh. Người nào đi đứng nằm ngồi nhìn tâm mình hoài, coi tâm mình xấu hay là tâm mình tốt, tâm mình phải hay tâm mình quấy, người nào được vậy là cao cả nhất rồi. Là bởi suốt cả ngày đi đứng nằm ngồi thấy tâm mình tốt hoài. Nếu tâm mình tốt hoài đã làm đúng vào chân lý rồi, còn kinh gì nữa mà tụng. Còn ngược lại, tụng kinh hoài nhưng tánh xấu còn hoài, tụng kinh đó để làm gì? Nó có hai cách. Nếu làm tất cả mọi việc cho chúng sanh, nhờ đó thuộc về phước. Còn nếu mình ráng tịnh tâm thì thuộc về huệ. Như vậy chỉ có hai cách làm cho mình có phước hay có huệ. Chớ tụng kinh cũng đâu có phước và cũng đâu có huệ. Tụng kinh chỉ để cho mình biết lý để hành. Mà bây giờ Đức Thầy chỉ dạy mình biết cái lý rành rồi là tịnh tâm thì huệ phát. Còn hễ nếu làm lành thì được phước, như vậy thì làm tất cả việc lành là phước đức trả cho mình vô lượng. Còn nếu tịnh tâm tức là lục căn hoàn toàn dứt hẳn lục trần, thì mình được chứng lục thông. Cứ như vậy công phu hoài thì kể như chúng rồi. Còn phụ thêm nữa, mọi việc gì xảy ra mình rãn nhẫn, đó là cái đức lớn, là cái hay nhất. Vì việc lớn hay việc nhỏ, vì gia đình hay xã hội, nếu những việc gì xảy ra mình rãn nhẫn, ở trong gia đình mà được hoàn toàn bình yên hòa thuận là nhờ có tánh nhẫn. Giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, hễ nếu người nào cũng biết nhẫn hết thì gia đình đó nhất định hạnh phúc. Còn ở ngoài xã hội, nếu mình biết nhẫn thì được lợi mọi phương diện. Bởi vì mình nhẫn thì mình ít có động tâm, mình không động tâm thì mình mới sáng suốt, mình sáng suốt mới không bị lầm lạc, mà không lầm lạc mình mới thành công. Thành ra tánh nhẫn là một điều kiện để cho mình nên. Nội có bao nhiêu đó, quý ông thấy cái tánh nhẫn nó lợi ích đến bậc nào? Thường thường nhẫn thì nhục. Nếu mà người không có đức, không có trí,
thì khó mà hành nổi cái nhẫn đó lắm. Mà hễ nhẫn thì nên việc lớn. Mấy ông thấy rằng tất cả những người danh tướng như Khổng Minh và Tư Mã Ý cũng nhờ cái nhẫn đó mà được nên việc. Hồi trước quý ông và quý cô biết rằng Tư Mã Ý so về tài sức đâu hơn Khổng Minh. Thưa, Khổng Minh cả bao nhiêu phương diện đánh với Khổng Minh không khi nào dám ra quân. Hễ thấy Khổng Minh thì Tư Mã Ý nhất định đóng cửa thành lại, chỉ thủ không dám ra. Vì thế Khổng Minh đánh không được, bởi vì ông thủ thành hoài, làm sao đánh bây giờ? Phải chọc cho Tư Mã Ý ra đánh mới được. Kêu thì Tư Mã Ý không ra, kêu gì kêu, mắng nhiếc chỉ thì mắng, Tư Mã Ý cứ đóng cửa hoài. Khổng Minh phải dùng kế, viết một bức thơ và gửi kèm một cái áo lót của người đàn bà cho Tư Mã Ý. Tư Mã Ý coi thơ và thấy cái áo lót, ông mới nói với người đem thơ như vậy: Khổng Minh khi ta như đàn bà vậy, bởi kêu không dám ra. Mình làm tướng đánh với người ta mà người ta kêu không dám mở thành ra. Khổng Minh gửi qua cho một cái áo lót, tệ quá rồi, coi thường những đàn bà như vậy mà ông thà ở trong thành chứ không ra, là bởi biết ra thì thua liền. Rồi ông mới hỏi người đem thơ: Khổng Minh thường ngày làm gì? Người đem thơ nói: Thừa tướng tôi cái gì cũng làm, làm việc lớn lao, quân cơ đại sự, coi tới sổ sách tiền lương chiến sĩ và mọi việc lúa thóc cơm nước. Tư Mã Ý nói: Như vậy thì Khổng Minh không thể nào sống lâu, bởi một người mà làm việc nhiều quá như vậy thì phải chết gần đây. Thôi, chờ Khổng Minh chết. Quý ông thấy nhục tới cỡ đó thôi chứ cỡ nào, nhưng thà là như vậy mà nên, thà nhẫn như vậy, nếu tức khí ra thì thua Khổng Minh liền. Thành ra cái nhẫn hay lắm. Nhẫn từ ở trong gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, đến anh em đồng đạo, nên biết nhẫn lẫn nhau. Thưa rằng cái nhẫn, người trí nhìn vào, người ta mến chứ không phải người ta khi. Thí dụ tôi lấn hiếp mấy ông, tôi ỷ tôi lanh hơn, tôi nói gác mấy ông một tiếng, mấy ông làm thinh không nói lại. Chừng nào mấy ông không biết thì mấy ông mới dại, mới tệ thiệt. Còn mấy ông biết tôi nói gác mấy ông, nhưng mà vì trên kính đức thầy, vì thương tôi, nếu mấy ông cãi tôi thì sợ buồn lòng đức thầy. Đồng thời mấy ông nói nặng tôi thì mấy ông mất đức, thành ra mấy ông làm thinh. Thành ra người nào biết được quý ông như vậy, người ta mến quý ông chứ đâu có ai dám khi mấy ông. Chỉ có kẻ tiểu nhân không biết gì hết, nên cho người nào rỗ ráo đó là hay, người nào trầm tĩnh thì coi thường. Vì lẽ coi thường đó, hàng võ mới bị thua hàng tín. Thành ra có được tĩnh nhẫn khó kiếm trên đời, chứ không phải mình thua người ta. Chừng nào mình dại hơn người ta, mình mới thua. Còn ở đây đâu có dại, tại vì mình nhẫn. Với người tu thì thuộc về người đức hạnh rồi. Thành ra người trí biết được thì người ta mến mình, là bởi giữa anh em đồng đạo với nhau, mình nhẫn người kia một chút, nó đâu có lỗ mà lại là đức lớn. Nói tóm lại, trong khi đức thầy vắng mặt, làm một việc cho đức thầy vui dạ nhất, không có cách nào khác là mình lo cho anh em đồng đạo. Là bởi vì một ông cha vắng mặt mà con đông, không có cách nào làm vừa lòng ông cha nhất là mình biết lo cho đàn em của mình. Bởi vì em của mình là con của ông cha, nếu nó hư, ông cha có trách nhiệm vì ông cha sinh ra nó. Dù muốn hay dù không, ông cha sinh ra một đàn con, ông cha vắng mặt, đàn con bơ vơ, ông cha phải có trách nhiệm.
Không có một việc làm nào cao cả hơn khi ông cha vắng mặt, có một số người đứng ra lo cho đàn em nó đừng bơ vơ, đừng lạc lõng, đừng chết chóc, để cho ông cha tròn phận sự. Thì Đức Thầy tạo ra mối đạo với 2 triệu tín đồ trong khi Đức Thầy vắng mặt. Sự thật không phải Đức Thầy giống như ông cha. Đức Thầy vắng mặt để anh em mình sống yên tĩnh. Thành ra sự vắng mặt của Đức Thầy là cả một vấn đề người phàm không tưởng tượng được. Đừng có nói chi việc gì khác, sự vắng mặt của Đức Thầy người thường không tưởng tượng được. Đó là một việc làm cho anh em đồng đạo mình nương vào đó, mà muốn có hình thức nào thuận tiện sống được thì sống. Nên người ta đâu có dè, tưởng đâu Đức Thầy vắng mặt vì tai nạn. Mặc dù thế, nhưng trong khi Đức Thầy vắng mặt, nếu có anh em đồng đạo nào lo dùm cho những người khác, đừng vì sự vắng mặt của Đức Thầy mà sa ngã hay rơi rớt, thì đó là một việc làm mà Đức Thầy vừa lòng nhất. Mình dãn lo tròn phận sự. Họ không ưa tùy tiện, họ không chịu tùy tiện, rồi họ tự bỏ Đức Thầy ra đi tùy tiện. Nhưng ông cha vắng mặt rồi, mình đứng ra lo nhà cửa đàng hoàng, cơm nước mỗi ngày dọn đủ. Họ không ăn bỏ đi chơi tùy tiện, không ở chung với mình nữa, nó sang qua nhà khác tùy tiện, mình miễn tròn bổn phận thôi. Đặng khi ông cha trở về, nó đừng trách được ông cha. Và khi Đức Thầy trở về, không một ai nói rằng tại Đức Thầy vắng mặt mà phải vầy hay phải khác. Như vậy quý ông thấy cách chính đạo tốt tới bực nào. Rồi nói rằng như vậy mình thiệt thòi quá. Ví dụ ông cha vắng mặt, mình cứ lo cho đàn em hoài, rồi mình không lo cho mình, rồi mình không thân thế gì hết. Thưa rằng đây là cái đạo nếu lo cho người tức thị là lo cho mình. Đức Phật Thích Ca chỉ lo cho chúng sanh thôi, vì Ngài là Phật Tổ. Đức Thầy chỉ lo cho anh em đồng đạo thôi, Đức Thầy là Phật. Còn trái lại, nếu theo Đức Thầy đòi phải khá hơn hồi chưa theo, theo Thầy đòi phải giàu sang, phải hạnh phúc, phải mọi việc tốt đẹp, thì thôi chuyện đó dễ quá rồi, khỏi cần anh em mình theo, ai theo cũng được mà. Là bởi theo Đức Thầy làm sao phải khá hơn hồi chưa theo, nhà cửa phải tốt hơn. Theo làm sao vợ chồng con cái phải đầy đủ đàng hoàng không có tai nạn. Theo Thầy làm sao được an ninh hoài hoài, càng ngày càng giàu sang, càng hạnh phúc. Thì thôi, như vậy cái đạo nó ra làm sao? Nó đâu có bổn phận gì cao quý, mà trái lại phải là giường cột chứ. Nếu nói rằng giường cột nặng quá, thưa rằng nặng quá nên người ta mới thiết tha gìn giữ. Còn nếu không nặng thì nằm ngoài sân thành gốc củi rồi. Nên nói tóm lại, nếu con đò không đi, chừng đó mình mới ngại rằng mình không tới. Còn con đò có thuyền trưởng đang chèo thì dĩ nhiên con đò sẽ tới. Nếu mối đạo không còn thì ngại rằng không thành tựu. Còn mối đạo Đức Thầy còn đang lo thì dĩ nhiên mình phải tiếp tục lo. Quý ông để ý thấy kỹ, bây giờ lối xóm của mình ra sao rồi? Đành rằng ở nhà khó tu cũng là một sự thật. Bởi vì ở nhà suốt cả ngày họ không có nói đạo, họ không nhắc Đức Thầy nữa, lo bàn tới cờ bạc, tới số này số nọ, bàn tới những việc đời, riết rồi nói bâng quơ, riết rồi mình muốn theo ông nào thì theo. Như vậy rồi làm sao? Thành khó có những người nhận định được một đường lối đàng hoàng. Bây giờ gần như thể thôi, chừng nào đến đâu hay đến đó. Không nghĩ rằng hỏi coi chừng nào tới Long Hoa hội, riết rồi kinh điển không đem ra bàn giải với nhau, anh em đồng đạo gặp nhau không đem ra bàn giải, có
coi Đức Thầy nói vậy nghĩa là sao? Mà nhắm có hay là không? Mà nếu có bàn thì họ bàn ở đám dỗ hay trong khi uống rượu, rồi bàn luồng xuồng, bàn cho qua vấn đề thì làm sao được? Thưa với quý ông rằng là phải có khuôn mới có hình thức. Còn nếu không có khuôn thì thành cục bột rồi. Rồi cũng có khuôn mới có đạo, không có khuôn tức là đời rồi. Một cục bột mấy ông nhồi, đổ nước vô bột rồi bỏ đó, nó thành cái bánh con rồng được không? Đâu có được. Hễ muốn thành con rồng thì phải để vô khuôn con rồng. Khi mình đổ ra mới giống con rồng. Còn cái này nhồi cục bột bỏ đó rồi nói nó con rồng đâu có được. Con người cũng vậy. Hễ nói rằng hòa hảo, nếu hòa hảo thì ở trong khuôn hòa hảo đổ ra chứ. Còn cái này sao không thấy giống cái khuôn hòa hảo, cũng hô hòa hảo nữa sao được. Mà khuôn hòa hảo thì phải 8 điều răn cấm căn bản trước, rồi 4 ngày chay. Thành ra người nào cái mình, cái đầu với cái tay và cái ý của họ có 4 ngày chay với 8 điều răn cấm, đó là khuôn hòa hảo đổ ra đó. Còn không có 2 cái đó mà cũng nói hòa hảo nữa thì ở miền Trung, miền Bắc, các nước khác cũng là hòa hảo hết rồi. Vậy miễn vô sổ là được rồi? Chưa, cái vô sổ đó mới có nhận là mình vô hòa hảo thôi, chứ chưa có đổ ra. Còn chờ đổ ra nữa coi nó có giống hòa hảo hay không. Còn cái này không có khuôn đâu có được. Hễ khuôn con rồng thì giống con rồng, khuôn con cá thì giống con cá, khuôn tam giác thì giống tam giác, mà khuôn bánh in thì giống bánh in, rồi khuôn hòa hảo. Thành ra đây nói rốt lại là cái tự nhiên, hễ cái chất nó sao thì nó ra vậy, chứ rán không có được. Cây gáo mà rán bằng cây căm xe đâu có được. Thành ra phải trổ. Cái đạo đến năm nay nhất định nó phải vậy. Đây rồi quý ông, không biết quý ông có hòa hảo hay không, nhưng mà quý ông không chịu làm quấy, như phạm 8 điều răn cấm mình không phạm. Kỳ quá, thôi không phạm. Như vậy mới gọi là thiệt đạo. Dù còn thầy hay không còn thầy, nhưng biểu làm cái đó mình không làm, hỏi vậy chứ mình phải hòa hảo hay không? Mình cũng không biết mình phải hòa hảo hay không, nhưng biểu làm cái quấy nhất định không làm, cái đó mới thiệt là đạo. Như ông Nguyễn Trung Trực, không biết có đạo hay không, ông không biết ông là cái gì, nhưng mà nhất định nước Việt Nam của người Việt Nam, hễ tụi bay vô xâm chiếm thì phải đánh vậy thôi. Không biết thành thần hay không thành thần, nghĩa là không cần một lợi lộc gì hết, tự nhiên cái bản chất nó xuất hiện ra như vậy. Như cây căm xe, nó không biết nó ra sao, nhưng mà thật chắc và thật cứng, miếng đánh bóng thì nổi vân lên, mà để hoài thì không mục. Còn cây kia là cây gáo, thì dù nó có rán đến bực nào, có rán lắm là 5-3 năm thì cũng phải mục. Thì cái đạo cũng vậy. Đức Thầy lọc cho đến nỗi phải thật là đạo, đến chừng nào sau này gõ trầy trầy hoài không biết là cái gì thì thật là đạo. Giết rồi không biết còn lâu hay mau, giết rồi không biết Minh Vương có ra đời hay không ra, biết Long Hoa có hay không có, Đức Thầy còn hay mất. Nhưng mà mình phải như vậy mới thiệt là đạo. Khi đem ra dùng, đút vô lửa chui, chui chừng nào gõ nghe bon bon rồi đem ra chặt. Nếu chưa bon bon thì chưa được, chặt nó mẻ. Anh em theo thầy càng ngày càng lâu, ban đầu mình cũng hơi nóng, cũng hơi chờ đợi. Chờ đợi lâu thấy cũng vậy, riết rồi mình cũng giữ vậy thôi.
những việc quấy nhất định không làm. Bây giờ nghèo, thôi nghèo thì nghèo, chừng đó đem ra dùng. Sau này một người của Đức Thầy đưa ra, người nào chắc người nấy, hòa hảo của tôi như vậy, ai thử thì thử đi. Còn hòa hảo năm ba năm đầu cũng còn hơi ghê ghê quá, bởi vì còn giữ lòng chung nổi. Vài ba năm còn lòng chung nổi là bởi vì chưa đến nỗi nào. Còn cái này lâu quá, không biết còn hay không. Có nhiều khi 15 năm rồi cũng còn sợ Đức Thầy trở về bất tử. Thôi ráng chút nữa. Năm nay 20 năm rồi, chắc không về. Thôi tự tung, tới mức chót như vậy mà. Bởi vậy Đức Thầy nói, đem rú trong lu mà còn thúi. Ban đầu trái xoài bằng trứng cá, rồi lớn bằng ngón tay. Tới ngón tay cái, nó rụng đã đành, nhưng bằng cườm tay rồi cũng vẫn còn rụng. Đến chừng bẻ rồi mà cũng vẫn còn sút lòng. Vô trong khạp rồi mà vẫn còn thối. Chừng nào đem lên bàn thờ, đem cúng rồi, là trái xoài đó đã chín đàng hoàng tốt đẹp rồi, kể như chắc chắn. Mùa thu Ất Tỵ 1965. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật pháp bày tường để giúp nhau, tu hành muốn được chứng cho mau, nên xin trí tỉnh đừng tranh chấp, hãy giữ tâm bình chớ thấp cao. Huệ tánh nhân xưa nhờ chẳng nhiệm mê tình quả mới, bởi không trâu niết bàn thẳng tiến đừng chi, thì nên phỉ ước ao. Tình yêu. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình chán chứa trên hoàn vũ, không thể yêu riêng khách mà hồng. Nếu khách mà hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối đã mang một khối tình dường như.
lại với sơn mình. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Miền Đông năm 1946, một thiếu nữ ở Sài Gòn thầm yêu Đức Thầy trong khi Ngài còn ẩn lánh Pháp. Thấy vậy, Đức Thầy bèn viết ba bài thi trên đây để cảnh tỉnh cô ấy.